Rồi, chào mọi người. Hôm nay xin giới thiệu cho mọi người các loại bay xay của hãng Tonsen ha. Thì ở trên kệ của tôi đây này có rất là nhiều bay xay của hãng Tonsen, từ xe nhỏ tới xe lớn ha. Thì tôi sẽ lấy một vài mẫu cho người xem ha. Đây, nó có giá sẵn trên đây luôn nha. Đây. Đây là một loại bay xay của hãng Tonsen. Size này là dạng xe lớn nha mọi người. Size này là 200 nè. 200 là cái chiều dài này là 2 tấc nè, chiều dài này là 2 tấc. À, chiều dài 2 tấc đó. Rồi một cái đầu trên đây là 85, đầu dưới là 120. À, này. 85 120 thì cái bay nó thiết kế hình rất là thiết kế là hình này rất là lạ. Đó. Thì các hãng tàu xe này nó thiết kế những dòng bay này theo tiêu chuẩn của nước ngoài chứ không phải hàng Việt Nam mình, nó bầu bầu à, này nó do nó xuất khẩu đi các nước đó à, các nước Ả Rập, các nước ở đây nè, đây là các nước đó nè, tôi không có rành cái này à, xuất đi khẩu đi các nước đó, nên cái tiêu chuẩn của nó là dạng tiêu chuẩn của các nước quốc tế rồi à. Cái mẫu này ở Việt Nam mình không có làm đâu. Đó, này là xe lớn nè, cái xe này xe đại rồi, chiều dài là 2 tấc ha. Cái bay này có giá là 65 ngàn, làm rất là đẹp cho mọi người, cán này cán nhựa cầm rất là chắc ha, và cái mối hàng của này hàng rất là đẹp nè, hàng kính rất là đẹp ha. Đó. Những cái mối hàng rất rất là đẹp, rất là cứng ha, là bằng thép. Cái này dày khoảng cái này nó dày chắc khoảng có 2 ly á, à không, 1 ly mấy à, khoảng có 1 ly rưỡi á, dày á. Đó, này xe lớn ha. Rồi tiếp hơn xe nhỏ hơn xíu, đây đây là xe nhỏ hơn xíu, này là xe 100 tấc 8, hồi nãy là 2 tấc, này là tấc 8, đầu trên này là 90, đầu dưới là 120. Nó thông số thì nó làm cũng rất là đẹp ha. Rồi cái này có giá là 60 ngàn. Đầu kế tiếp này là 160, một tấc 6, đầu một đầu là 88, đầu dưới là 115 đó. À, 115 giá là 55 ngàn. À, thì riêng cái bay vuông này ở cửa hàng tôi có bốn bốn size, cái size nhỏ hơn xíu nữa, đây size nhỏ hơn xíu nữa đó là 1 tấc 4, đã 140 với cái này nè, 140, cạnh này là 85, cạnh dưới là tấc 7, này có giá 50 ngàn. Thì cái loại bay vuông này cửa hàng tôi đang có là bốn bốn size, bốn size, rồi 200 nè, 180, rồi 160, 140 ha. Rồi kế tiếp là chúng ta có cái bay màu, bay này à, bay này của hãng Tonsen, cũng này tôi giới thiệu qua cái nhựa trước nha. Này gốc dạng là xe đại, là xe lớn nè, đường kính là 200 mm ha. Thiết kế là tiêu chuẩn của các nước, rất là đẹp ha, cầm rất là chắc tay nha. Bay này có giá 70 ngàn, rất là đẹp mọi người ha. Đó, rất là đẹp. Hàng này hàng Tonsen, hàng chất lượng đó, cao, vẫn do chai năng xuất hàng chất lượng cao đó. Xe này hiện tôi đang có xe này là 8 inch là 200. Kế tiếp ông này hơi nhỏ hơn xíu, ông này là 7 inch, là 1 tấc 175, xe 7 inch, giá 60 ngàn, thiết kế rất là đẹp nha, hình như chất lượng rất là tốt. Rồi kế tiếp ông này là xe nhỏ nữa, đây cho này xe 6 inch, 6 inch nha, 1 tấc rưỡi, cầm rất là ok. Rồi tôi xin di chuyển xuống đây chút xíu ha. Đấy, để di chuyển cho mọi người dễ hình dung ra.
Rồi kế tiếp là cái loại mẫu bay này, mẫu bay lạ ở ở Việt Nam thì chưa có nè. Đây là cái mẫu bay, tôi biết tả nó làm sao. Cái này nó hình gì á, không để đó. Cái mẫu này cũng là 8 inch, hai 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 tấc ha, hai tấc bay để xây rất là đẹp, cầm rất là chắc tay, 60.000 quá rẻ. Giá này giá tại cửa hàng chưa cần phí ship nha mọi người. Kế tiếp mẫu này nhỏ hơn xíu, giống nãy luôn, nhỏ hơn xíu. Này là 7 inch, 8 ha. Hầu như ông nào làm cũng đạt chất lượng tiêu chuẩn như nhau hết, rất là đẹp ha. Đó. Kế tiếp ông này còn một nhỏ hơn nữa, này cũng 3 size đó. Ông này đây thì mẫu công như tôi có tí. Rồi tiếp cái mẫu này nãy giới thiệu dở dang cho có khách đến mua hàng ha. Thì cái mẫu này là 6 inch, nhỏ nhất. Thì cái mẫu này tôi cũng có 3 size ha. Cũng có 3 size, 8 inch, 7 inch, 6 inch. Rồi thì kế tiếp dùng bay cán gỗ. Cái này cũng đẹp đây, cán gỗ hàng cũng rất là đẹp ha. Cán gỗ này 8 inch, giá cán gỗ cho nó rẻ thế này có 45.000 thôi mọi người ơi, 45.000 thôi ha, giá cán gỗ 45.000 8 inch. Kế tiếp cán gỗ này nó lại có thêm cái mini này. Cán gỗ này, cán này chỉ có 2 inch thôi, là chỉ có hai loại, là loại 6 inch và 8 inch thôi. Mẫu này cũng rẻ, 40.000 cái ha, 40.000 cái, hãng Tonsen, hàng công nghiệp, cầm rất là chắc tay ha. Cầm rất là chắc tay ha mọi người. Rồi mọi người có nhu cầu mua hàng hãy đến cửa hàng chúng tôi tại địa chỉ 878 Lạc Long Quân ha. Rồi thôi, cảm ơn. Hoặc liên hệ tôi tại số điện thoại phía trên màn hình nha. Rồi chào.